loại dược liệu chứa nhiều hoạt chất kháng virus viêm gan B, cà gai leo đã được nghiên cứu và phát triển thành sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người dùng, nhất là trong việc phòng và điều trị viêm gan B, C, một trong những bệnh đang phổ biến hiện nay tại Việt Nam. Theo cơ sở sản xuất cà gai leo An Xuân, để giữ được dưỡng chất và đảm bảo an toàn thực phẩm, nguyên liệu trước khi đưa vào chế biến phải được sơ chế và rửa sạch. Khâu sản xuất cũng đảm bảo sử dụng hệ thống sấy chuyên dụng cùng nồi cơ chân không nhằm tạo được thành phẩm chất lượng. Cà gai leo là một loại thảo dược mà đã được nhiều công trình khoa học nghiên cứu rất là bài bản kỹ lưỡng và chứng minh là cây có công dụng rất là tốt trong việc hỗ trợ điều trị các cái bệnh về gan. Cái dược tính của cây cà gai leo rất là tốt và chúng tôi đã quản lý được cái nguồn nguyên liệu sạch cùng với cái quá trình chế biến khép kín đảm bảo an toàn, cho nên là đã cho ra những cái sản phẩm về cà gai leo rất là an toàn, được mọi người tin dùng, ghi nhận và minh chứng thêm cái công dụng giải độc gan, hỗ trợ điều trị các cái bệnh về gan của cây cà gai leo. Việc tham khảo lựa chọn các sản phẩm do doanh nghiệp trong nước nghiên cứu và sản xuất trên cơ sở phát triển vùng trồng nguyên liệu an toàn, dược tính cao là điều kiện giúp người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận và sử dụng sản phẩm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình.